Thưa quý vị, xác định chung sống an toàn với dịch bệnh, nỗ lực giữ vững và nhân rộng những vùng xanh. Người dân Đà Nẵng cũng nhất trí, đồng lòng, sẵn sàng cùng thành phố bước vào giai đoạn chống dịch mới. Bây giờ là thành phố chuyển qua giai đoạn phòng chống dịch mới, thì chúng tôi là cấp ủy bộ khu dân cư tiếp tục là thực hiện các cái chốt là đảm bảo người ra vào cùng nhau bảo vệ vùng xanh cho vững chắc. Nhân dân chúng tôi là luôn luôn tin tưởng vào cái đường lối, cái quyết sách của thành phố để làm sao mà mong muốn rằng là cái dịch bệnh còn ngày còn sớm đi qua. Chúng tôi tin tưởng là thành phố và sẽ đẩy lùi được dịch bệnh và người dân chúng tôi sẽ góp phần cùng thành phố để đẩy lùi được đợt dịch này.